Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình của đài VMTV trên băng tần 14.6 ngày hôm nay. Vâng, và chương trình Home Shopping sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn những cái promotion rất là hấp dẫn trong ngày hôm nay. Và đồng hành cùng với Khánh Anh trong ngày hôm nay đó chính là chị Mỹ Ngân. Vâng, em chào chị. Chị có thể gửi đến lời chào cho quý khán giả ngày hôm nay được không ạ? Chào Khánh Anh. Và như thường lệ, chị em của chúng tôi lúc nào cũng gửi lời chào thân thương đến tất cả những vị khách mà đã theo dõi đồng hành với chị em của chúng tôi những khoảng thời gian qua và đến hôm nay trên chương trình Home Shopping của Việt Mỹ được phát hành trên băng tần 14.6, phải không ạ? Thì những khoảng thời gian qua, chị Mỹ Ngân cũng đã nhận rất nhiều những cuộc gọi của những người quen chị Mỹ Ngân, và hôm nay chúng tôi cũng xin trân trọng gửi lời cảm ơn, cảm tạ quý vị rất là nhiều đã theo dõi chương trình của chúng tôi, và chúc tất cả mọi người chúng ta lúc nào cũng được khỏe nè, trẻ nè, đẹp nè, và nhất là trong tâm hồn phải được bình an nhất trong cái thời điểm này, thưa quý vị. Vâng, và ngày hôm nay Khánh Anh cũng xin gửi đến lời chào quý khán giả. Một ngày trôi qua thật là nhiều niềm vui, nhiều năng lượng và tràn đầy của ơn trên ban tới cho tất cả quý khán giả. Quý vị thấy là ngày hôm nay có thể nói là chị Mỹ Ngân, quý vị thấy có khác lạ hơn so với những ngày vừa rồi hay không? Rất là khác, mỗi ngày mỗi khác Khánh Anh. Tại vì thật sự là thưa quý vị cũng đã biết rồi đó, người nghệ sĩ mà lúc nào cũng biến hóa thiên hình vạn trạng. Mỗi hình tượng là một cái là một cái góc trời thương yêu của mình. Hôm nay tóc ngắn, ngày mai tóc thề, ngày mốt tóc dài. Đó là cái phải nói là cái đam mê của chị em nghệ sĩ của chúng tôi. Thì thưa quý vị, không có cái gì gọi là để cho quý vị hấp dẫn và lạ lẫm trong con mắt, thì có khi xấu có khi đẹp, và hôm nay thì thôi bình thường. Hôm nay bình thường đi. Kính thưa quý vị, thì ngày hôm nay thật sự là Khánh Anh cũng như là Triệu Mỹ Ngân cũng mong muốn là mang đến những cái promotion hấp dẫn cho quý vị, cũng như là trong uống ngoài thoa mà chị em chúng tôi thường hay nói. Thì đầu tiên, promotion đầu tiên Khánh Anh muốn gửi đến quý vị đó chính là cái sức khỏe là vàng cho quý vị. Đó chính là yến trong ngày hôm nay. Thì quý vị biết là Crystalness của chúng tôi, thì chúng tôi thường hay nói cho quý vị biết là cái sản phẩm của chúng tôi có tác dụng như thế nào. Và cái sản phẩm yến này quý vị biết là nó giàu chất dinh dưỡng, cái hàm lượng dinh dưỡng của nó rất là cao, và nó sẽ giúp cho quý vị tăng cường sức đề kháng, cũng như là rất là tốt cho cái hệ tiêu hóa của mình, đặc biệt là trong những ngày giá lạnh này. Bởi vì Khánh Anh biết là không những các cô chú lớn tuổi người ta thường hay mua để uống đâu, mà những người trẻ, các anh, các chị cũng mua về để mà uống, để mà cho bản thân của mình cũng như là chồng của mình nữa. Phải nói là cái tuổi trung niên chúng ta đã bắt đầu phải sử dụng tất cả những cái gì tinh hoa nhất trên cuộc đời này để bồi bổ sức khỏe cho chúng ta. Không đợi đến già lão hóa, Khánh Anh ơi. Đợi đó là khi mà đã stop dừng lại thì mình khó chữa. Cho nên là thật sự quý vị ơi, chị em chúng tôi cũng vậy. Khi bây giờ chúng ta đã tìm hiểu, đã biết những cái dòng sản phẩm mà thật sự nó đem lại cái lợi ích cho sức khỏe chúng ta, thì chúng ta nên biết khúc nào là phải dùng ngay, mình khúc phải đó tận dụng ngay. Không có chờ đợi. Ngày xưa ít người biết, không có ai quảng bá, không có ai chia sẻ. Ngày hôm nay thì chúng ta chia sẻ với nhau rất là nhiều. Và yến là một trong những cái dòng sản phẩm độc đáo mà để đem lại cái lợi ích thật sự cho cơ thể con người, quý vị ơi. Cho nên là rất nhiều người uống đã có công hiệu, cho nên chị em chúng tôi chỉ là chia sẻ quý vị để biết là dòng sản phẩm của chúng tôi hiện giờ đang có nơi đây và cái giá cả như thế nào thôi. Còn cái công hiệu là lướt qua, quý vị đã hiểu nhiều phải không ạ? Dạ đúng rồi. Thì bây giờ giá như thế nào nói đặc biệt đi nè. Hào hố và giá rất là nhiều rồi đúng không chị? Vâng, kính thưa quý vị, sản phẩm của chúng tôi được make in từ Indonesia nha quý vị nha. Indonesia, và cái sản phẩm chúng tôi là 250 gram
là gồm có 30 miếng nha quý vị, mình có thể sở hữu và mình uống trong vòng 4 tới 6 tháng. Và sản phẩm của chúng tôi một hộp như vậy là 650 Mỹ kim. Ngày hôm nay chỉ còn có 495 Mỹ kim mà thôi. Nếu nha quý vị mua hai hộp trở lên thì chúng tôi mới có cái giá ưu đãi dành cho quý vị như vậy. Thì mỗi người được hai hộp quý vị ơi. Thì quý vị biết rồi, lúc nào mà có cái promotion tốt thì chúng ta nên mua liền, giữ liền. Không biết là lúc nào nó sẽ hết cái promotion đó, trở lại cái giá cũ thì uổng lắm phải không ạ? Cho nên là Yến thì quý vị ơi, chúng tôi lúc nào cũng luôn luôn là dành riêng cho tất cả những vị khán giả cho chương trình của chúng tôi bằng những cái giá cả. Không có gì vui bằng cái giá cả, không có cái gì vui bằng những cái sản phẩm mà chúng ta tự tin từ đâu? Phát xuất từ đâu? Indonesia. Quý vị ơi, một cái đất nước mà thật sự là chúng ta, những giả sử như chị Mỹ Ngân cũng biết là một vài những cái sản phẩm mà đã từ cái đất nước này mà tất cả những người thân của mình đã uống, đã sử dụng thì tốt vô cùng, không có phiền hà một điều gì hết. Cho nên là quý vị cứ sử dụng thoải mái, tự tin đưa vào người và ăn mỗi ngày, uống mỗi ngày. Và nó có rất là có nhiều cái cách để mà chế biến khác nhau và cũng khá là phổ biến và tất cả là ai cũng nói, tại vì những cái chương trình số trước là mình đã nói cho tất cả quý khán giả rồi. Và cái sản phẩm của chúng tôi là được FDA cũng như là USDA được chứng nhận và kiểm chứng, cho nên là quý vị ơi, mình cứ yên tâm là sản phẩm của chúng tôi rõ nguồn gốc và chất lượng nha quý vị nha. Và ngày hôm nay với promotion mua 2 hộp trở lên giá chỉ có 495 đồng mà thôi. Quý vị có thể là mình sở hữu ngay rồi mình còn tặng cho bố mẹ của mình, cho người thân của mình. Bởi vì khi mà mình khỏe thì mình mới mang lại niềm vui và những cái điều lạc quan tích cực trong cuộc sống đến với mọi người xung quanh quý vị nhé. Ngày hôm nay thì giá của Crystalness thì quý vị cũng đã biết rồi. Và bây giờ thì mình đến cái sản phẩm về làm đẹp đi chị ha. Cái điều này là quan trọng, cái nào mình quan trọng này. Gọi vào ngay số điện thoại quý vị ơi, 714-277-0209. Lúc nãy giờ chị em chúng tôi nói mà quên cái số điện thoại đó quý vị. Quan trọng nha. Cho nên quý vị ơi, gọi ngay cái số điện thoại để order, tại vì hàng của chúng tôi cũng có hạn. Cho nên là quý vị phải gọi ngay để mà giữ. Em phải nói một điều là cái sản phẩm Yến này hồi bữa giờ là rất là hot, chị biết không? Trời, khán giả rất là yêu thương và đã tới tận nơi để mà order, để mà mua hàng. Trời, thật ra là Khánh Anh cũng như là chị Triệu Mỹ Ngân cảm ơn quý khán giả rất là nhiều đã ủng hộ cho chúng tôi. Và thật sự là khi mà khán giả mua như vậy á, làm cho chúng tôi cũng rất là vui. Tại vì mọi người biết bảo vệ sức khỏe của mình. Đúng rồi, thì cái sản phẩm Yến quý vị đã ủng hộ rất là nhiều, vì chúng tôi biết là trong cái thời điểm này là trong cái thời điểm mà phải cần bảo vệ sức khỏe nhiều nhất. Chính vì vậy mà ai cũng quan tâm đến, cho nên cái dòng sản phẩm Yến đã chạy đi rất là nhiều từ những vùng xa, vùng gần. Thì chủ yếu là tốt và giá cả. Cho nên là chúng tôi cũng cảm ơn tất cả những vị khách cũng đã ủng hộ cho cái dòng sản phẩm Yến này thật là nhiều trong những khoảng thời gian qua. Và hôm nay thì quý vị thấy rồi, chị em của chúng tôi cũng đem lên một vài những cái sản phẩm mà độc đáo nhất để mà chia sẻ. Chúng tôi không có đem lên hàng loạt để cho quý vị confuse. Và chúng tôi cũng đã sàng lọc rất là nhiều một trong vài sản phẩm mà cực kỳ tốt cho sức khỏe chúng ta. Thì mời Khánh Anh tiếp tục là sản phẩm nào nữa đây nè. Trước khi đến với sản phẩm thì 714-277-0209 quý vị hãy gọi vào order cho chúng tôi nhé. Vâng, và sản phẩm thứ hai thì bây giờ mình sẽ nói về làm đẹp đi ha chị ha. Chút xíu nữa sẽ có một cái sản phẩm dành cho quý vị rất là đặc biệt cho quý vị luôn. Đây là một cái chiếc máy massage vùng mắt. Thì quý vị biết là thường ngoài 30 tuổi thì chúng ta thường hay có quầng thâm nè, vết chân chim nè, rồi da vùng mắt nó bị chảy xệ. Trong khuôn mặt của mình, quan trọng là cái vùng mắt. Quý vị nhiều khi mình dưỡng da, da mặt serum hay là những cái phương pháp dưỡng da khác thì Khánh Anh không nói, nó sẽ giúp cho cái da của mình nó căng hơn. Thế nhưng mà vùng mắt là cái vùng mà nó phải nhạy nói là nó nhạy cảm nhất, cái vùng da mỏng nhất và nó tố cáo cái độ tuổi của mọi người. Có nhiều người là ở độ tuổi chỉ 37, 38 thôi mà nhìn như là 40, 45. Khánh Anh biết sao không? Thật sự quý vị ơi,
Nói đến cái tuổi, có khi á, chúng ta chưa đến cái tuổi đó nhưng đúng mà rồi. Chúng ta không biết sử dụng và sử dụng sai. Đừng có nói ai, chẳng hạn như Triều Bỉnh Hân đây, những ngày trước kia thì mình không có tìm hiểu nhiều, thì khi mà mình lên make up trên con mắt thì mình muốn cái loại nó lâu phai, thì khi mà mình chùi ra thì nó rất là khó khăn, mà lại không biết bảo vệ cái con mắt, lấy cái giấy bình thường nó chậm chậm mà chà nó không ra, mà cứ kéo chà miết như vậy. Cái vùng này là vùng nhạy cảm nhất. Khi mà nhiều lần như vậy thì quý vị biết không thế nào, hậu quả là con mắt đã thành những dấu chân đại bàng, không phải là dấu chân chim nữa. Thì bây giờ quý vị thấy không, cho nên bây giờ chúng ta phải cần biết sớm để chúng ta bảo vệ, làm sao nó không khỏi bị nhăn con mắt. Dạ đúng rồi. Đó, thì đây là một cái máy mà để giúp cho chúng ta, có thể khi mà là... chúng ta bôi ở ngoài để khả năng nó rất là khó, nhưng cái máy nó thấm sâu vào bên trong những cái lớp biểu bì da của chúng ta thì nó dễ làm cho chúng ta được hoàn thành lại, là nó tẩy đi những cái dấu chân chim, những cái dấu chân đại bàng trở thành những dấu chân chim. Những cái dấu chân chim nó sẽ mất đi lần lần mờ và nó ngăn chặn ngay từ đó để nó không bị hằn sâu nữa, thưa quý vị. Và để mà sử dụng như thế nào cho nó đúng cách và một cách là hiệu quả nhất nha quý vị nha, thì nó rất là đơn giản dành cho quý vị. Thì cái nút này chỉ có là on và off thôi. Rồi chúng tôi còn có một cái charger dành cho quý vị nữa. Và cái máy này quý vị thì 160 Mỹ Kim, và ngày hôm nay chúng tôi chỉ còn 107 Mỹ Kim mà thôi. Ngoài ra còn tặng cho quý vị đó chính là một chai serum trị giá 35 Mỹ Kim. Chúng tôi tặng cho quý vị nha, nếu mà quý vị mua riêng thì là 35 Mỹ Kim. Ngày hôm nay chỉ còn có 107 Mỹ Kim mà thôi, cộng với một chai serum. Thì quý vị biết là ở ngoài thị trường đó, những cái luxury brand á, là một chai serum như vậy không có giá 35 đồng. Một chai ít nhất á, 15ml là 75 Mỹ Kim quý vị. Cho nên là rất là đơn giản nha quý vị nha. Thì khi mà quý vị cho cái serum lên, thay vì mình dùng bằng tay thì nó sẽ không hiệu quả đâu quý vị. Mình phải kết hợp với cái máy Eye Rejuvenator làm trẻ hóa vùng mắt này. Thì quý vị mình cứ cho lên 1, 2, 3 chấm, rồi sau đó mình di chuyển cái vùng cycle ở bên mắt của mình trong vòng 1 phút 30 giây đến 2 phút mỗi bên. Thì quý vị biết là nó sẽ thẩm thấu vào da rất là nhanh, bởi vì ở bên trong nó có nhiệt. Thì khi mà quý vị đưa lên cái vùng mắt mình đi cycle như thế này, nó thẩm thấu cực kỳ nhanh. Và sau 2 tuần đảm bảo với quý vị rằng là cái vùng mắt của mình sẽ săn chắc hơn và nó sẽ lift up lên, chứ nó không có bị chảy xệ như là lúc ban đầu nữa. Quý vị cứ yên tâm là cái sản phẩm này rất là hiệu quả. Khánh Anh cũng như là chị Triều Mỹ Ngân cũng đã sử dụng cái sản phẩm này rồi. Và chúng tôi chắc chắn với quý vị là sẽ không làm cho quý vị thất vọng đâu. Chỉ với giá là 107 Mỹ Kim ngày hôm nay, được tặng kèm với một chai serum trị giá 35 Mỹ Kim. Gọi ngay vào số điện thoại đang hiện trên màn hình quý vị ơi, 714-277-0209. Đó là nói về cái sắc đẹp, mà cái mà khó trị nhất là cái vùng con mắt. Rồi chúng tôi sẽ sang qua một cái hàng nữa mà để cho chúng ta thật sự là bây giờ quan trọng là cái gì, là sức khỏe rồi đẹp. Đó là hai cái tiêu chuẩn để cho chúng ta cảm thấy sống yêu đời yêu người, và cũng là một cái chìa khóa để chúng ta đạt đến mọi thành công trong cuộc sống này, thưa quý vị. Cho nên là qua cái đẹp, bây giờ tiếp tục thêm một cái đẹp nữa hay cái sức khỏe nữa đây? Cái đó thì em nghĩ là nó vừa đẹp vừa sức khỏe luôn. Dạ, cái sản phẩm này thì đây là một cái chiếc ghế massage. Được một cái chiếc ghế massage. Thì quý vị biết là theo cái công nghệ của cái chiếc ghế massage này là chuẩn của Thái massage. Thì quý vị biết là cái Thái á, là nó rất là nổi tiếng về massage. Bởi vì sao mà họ rất là thu hút khách du lịch, khi mà mỗi năm thì khách du lịch tập trung về Thái Lan rất là nhiều. Đầu tiên là phải nói về cái thức ăn. Thức ăn của Thái nó rất là làm cho mọi người rất là thích, vì cái vị cay của nó và những cái rất là độc đáo. Và cái thứ hai nữa là sau khi mà mọi người đi ăn đó chị, là thường là mọi người sẽ đi massage.
Mà nói về massage thì là Thái sẽ là số 1, không ai qua Thái hết. Họ có những cái bước đi ở trên lưng của mình, hay là cái tay của họ, họ vận động cái tay của họ vào những cái huyệt đạo ở trên cơ thể của mình đó, rất là chuẩn nha quý vị. Cho nên là cái chiếc ghế massage này, tại sao Khánh Anh nói lại như thế, là công nghệ của Thái massage, nó sẽ di chuyển những cái xoay. Và nó sẽ tác dụng lên những cái vùng cơ của mình, cũng như là những cái tứ chi của mình và những cái dưới lòng bàn chân của mình. Nó sẽ bấm những cái huyệt đạo đó quý vị, từ từ trên đầu nha, xuống ở dưới cái tứ chi của mình. Thì quý vị thấy là với cái công nghệ massage như vậy sẽ giúp cho quý vị là khỏe hơn sau một ngày làm việc rất là mệt mỏi. À, đúng vậy thưa quý vị, nói đến massage thì tự nhiên bây giờ chị Mỹ Ngân lại thèm một đôi bàn tay vàng nào đó và để làm cho mình thật sự là rất là mỏi mệt, rất là đau nhức thưa quý vị. Cho nên là chi bằng ở trong nhà chúng ta không có một người nào thì cái ghế là một người bạn đồng hành với tất cả mọi người chúng ta, thì không cần phải làm phiền đến con cháu, đến bất cứ một người nào tại nhà chúng ta sử dụng được. Thì một người bạn mà lúc nào đau nhất, lúc nào cần thiết thì chúng ta có ngay. Mà cái này thì không phải là lúc nào như quý vị, mà chị Mỹ Ngân được biết là mỗi ngày. Chúng ta có thể cho chúng ta một thời gian ngắn để mà ngồi trên cái chiếc máy này. Khoảng 20 phút thôi. Mỗi ngày 20 phút thôi. Thì thường á là mọi người sẽ thích ra ngoài đi massage. Nhưng mà thực ra là ở ngoài massage nó cũng không có Khánh Anh nói là vừa mất thời gian mà lại cũng không có hiệu quả lắm. Và nhất là trong thời điểm này. Không dám đi ra ngoài. Nên stay at home đúng không chị? Càng không dám tiếp xúc với bất cứ một người nào. Quý vị, mà những người massage mà trong thời điểm này cũng rất là phải nói là mình bảo vệ, tại vì mỗi ngày họ tiếp xúc với rất là nhiều người mà trực tiếp đến cái thân thể, cái hơi thở nữa, cho nên rất là ngại. Thì trong thời điểm này cái ghế massage là độc đáo nhất cho chúng rồi. Ta. Chị thấy là ví dụ như những anh chị còn trẻ đi, thì mình làm việc mình nghĩ là mình cái sức khỏe của mình còn trẻ, cái khớp, cái cơ của mình nó không sao. Nhưng mà quý vị cứ thử nghĩ đi, một thời gian dài mà mình cứ làm việc như vậy, mình ngồi văn phòng quá nhiều, hay là các anh chị làm nail đó, mình ngồi mình rất là nhiều luôn, thì cái xương, cái cơ đó nó sẽ coi như là nó đã bị cứng lại. Thì quý vị nên sở hữu cái máy này để khi mà mình làm việc mệt mỏi, mình về nhà chỉ cần 20 phút thôi thì nó sẽ giãn những cái tĩnh mạch ở bên trong ra, cũng như là các cô chú lớn tuổi thì nó sẽ giúp cho mình là làm tuần hoàn máu. Bởi vì máu nó sẽ tụ lại ở một chỗ khi mà mình không hoạt động nhiều. Và với cái máy massage này thì nó sẽ di chuyển những cái con lăn ở bên trong, nó sẽ làm lưu thông những cái vùng, ví dụ như là lưng nè, hay là bắp chân nè, nói chung là nó tuần hoàn máu hết tất cả mọi thứ trong cơ thể của mình. Thì sẽ giúp cho các cô chú là mình đi đứng mình khỏe hơn, hay là các chị còn trẻ thì mình cũng sẽ khỏe hơn, và mình sẽ duy trì được cái sức khỏe đó từ trẻ cho đến về khi mà mình lớn tuổi. Chắc chắn là vậy thưa quý vị. Thì ghế massage có lẽ là tất cả mọi người Việt Nam của chúng ta cũng đã nghe và cũng đã mua, đã sử dụng. Rất nhiều những công ty đã quảng bá thì quý vị cũng đã thấy hữu hiệu rồi. Nhưng mà khi chúng tôi đã trải nghiệm qua rất là nhiều thì chúng tôi lại lựa chọn một cái dòng sản phẩm mà tại Thái Lan. Tại sao chúng tôi lại lựa chọn cái sản phẩm tại Thái Lan quý vị? Thì chúng tôi cũng đã nói quý vị rồi, trải nghiệm qua rất là nhiều cho nên chúng tôi thấy nó rất là hữu hiệu. Cái ghế massage này sản xuất đây tại Thái Lan. Không, nó là sản xuất tại của Mỹ mình, nhưng mà cái công nghệ của nó là cái công nghệ nguyên liệu. Cái công nghệ nguyên là liệu Thái massage. Đúng rồi, sorry quý vị. Thì tự tin là vì sao? Vì tất cả những cái hàng này đều được sản xuất lắp ráp tại đất nước Mỹ, tại đất Hoa Kỳ. Và quý vị mình có thể thấy, nhìn ở trên màn hình TV đó, là quý vị thấy không, cái design á, cái thiết kế của cái chiếc máy massage này nó rất là đẹp. Nó là ở bên hai bên hông của nó là màu silver. Silver không có phải là nó tối quá, nhưng mà nó cũng làm sáng lên. Và cái chính giữa thì quý vị thấy cái da của nó, quý vị thấy không, nó màu đỏ, mà ở đây là đỏ bọc đô, với cái thiết kế Khánh Anh thấy là nó rất là sang. Và một cái công nghệ của Thái massage rất là tuyệt hảo, sẽ giúp cho quý vị là yên tâm
mình relax được ở nhà nè, và đặc biệt là trong thời gian này mình không có đi ra ngoài để mà mình làm bất cứ điều gì cả. Chính vì vậy mà chị em của chúng tôi cũng muốn đem lại cho tất cả mọi người chúng ta, từng người từng nhà đều được một cái máy massage này để trong nhà. Mà cái đặc biệt nhất là chúng tôi muốn đem lại nụ cười và niềm vui cho quý vị là không gì bằng giá cả. Dạ đúng rồi. Và giá nguyên thủy của nó là lên đến trên 6.000 đô thưa quý vị, 6.499 đô. Nhưng hôm nay chương trình Home Shopping của chị em của chúng tôi cho quý vị một cái giá đặc biệt. Bao nhiêu nào? Giá on sale của chúng tôi á là 3.895 Mỹ kim. 3.895 Mỹ kim nha quý vị. Thì ngày hôm nay chúng tôi có một cái coupon cho quý vị là 500 Mỹ kim. Thì giá bây giờ chỉ còn là 3.395 Mỹ kim mà thôi. Cái giá có thể nói là chưa từng có, bởi vì giảm hơn 50% cho quý vị. Còn tặng thêm 100 đô nữa đúng không? Không, cái coupon này là 500. Có nghĩa là giảm 500 Mỹ kim. Dạ đúng rồi. Thì chỉ còn 3.395 Mỹ kim mà thôi. Gọi ngay vào số điện thoại nha quý vị ơi, 714-277-0209, để cho chúng ta có một cái ghế massage tuyệt vời đem về nhà ngay trong thời điểm này, để chúng ta tận dụng mỗi ngày. Sức khỏe là vàng, sức khỏe là tất cả mọi thứ, cho nên là hy vọng rằng chúng tôi mang sức khỏe đến cho tất cả mọi người qua cái ghế massage này. Gọi ngay số điện thoại hiện trên màn hình nha quý vị, 714-277-0209. Hãy gọi vào ngay cho chúng tôi để mà order những cái sản phẩm phải nói là rất là quý, và nó còn quý hơn vàng quý vị ạ. Tại sao tôi nói như vậy? Là tại vì cái sức khỏe của mình, khi mà mình không có sức khỏe thì mình chẳng làm được một cái điều gì cả. Bởi vì mình có sức khỏe thì mình mới cung cấp được những cái nhu cầu cho bản thân của mình, đúng không? Mình có thể là mua vàng cái gì cũng được, nhưng mà nếu không có sức khỏe, nếu mà có vàng thì cũng nên nhiều quá đi bán vàng đi để mua cái ghế massage quý vị ơi. Chứ thật sự là quý vị có nhiều vàng, quý vị để im đó mà quý vị không có những cái thứ mà cần thiết cho sức khỏe, thì vàng nó vô nghĩa lắm. Cho nên chúng tôi nói tại sao là quý hơn vàng là ở cái chỗ đó. Cho nên là đó là những cái vui nhí nhỏ để là đem lại cho quý vị nụ cười. Ghế massage gọi vào ngay để order về, chúng tôi có số lượng không có nhiều, có hạn nha quý vị, có hạn trong cái promotion này. Khi nó trở về với cái giá cũ thì chúng tôi rất là nhiều, cả một kho luôn. Nhưng mà cái giá trị của promotion này ít nha, rất ít. Gọi vào ngay số điện thoại 714-277-0209. Và chúng tôi sẽ, nếu mà quý vị gọi vào order thì chúng tôi sẽ đến tại nhà, nếu mà ở Cali nha quý vị nha. Nếu mà ở Nam Cali thì chúng tôi sẽ đến tại nhà để mà set up cho quý vị, cũng như là free shipping nha quý vị nha. Còn tất cả các cái tiểu bang khi mà gọi vào thì chúng tôi cũng sẽ delivery là free shipping cho quý vị. Cho nên là quý vị hãy yên tâm là sản phẩm của chúng tôi vừa bảo đảm cho quý vị về sức khỏe nè, mà vừa set up tại nhà nữa thì còn gì bằng, đúng không chị? Dạ chắc chắn rồi. Quý vị ơi, sức khỏe nha, nhớ sức khỏe. Chúng tôi trao tặng cho quý vị những cái dòng sản phẩm về sức khỏe, quý vị nhớ đừng bỏ lỡ qua cơ hội nha quý vị. Một lần nữa số điện thoại gọi ngay vào quý vị ơi, 714-277-0209. Rồi bây giờ chúng ta qua một cái dòng sản phẩm nào nhanh lẹ, tại vì thời gian không còn nữa Khánh Anh ơi. Dạ đây, dòng sản phẩm nào nữa nè? Đây là Cordyceps, hay còn gọi là đông trùng hạ thảo. Cái sản phẩm có thể nói là đông trùng hạ thảo thì trước đây đó là Khánh Anh được biết là nó là cái loại dược thảo giống như là mùa đông á thì là côn trùng, nhưng mà mùa hè lại là dược thảo thì nó khô lại nha quý vị nha. Hồi xưa thì Khánh Anh không biết, nhưng mà thấy là bạn bè uống rất là nhiều luôn, cái loại mà loại như rễ cây á, là họ về họ nấu nước để mà uống, thì thường là uống buổi sáng hay là buổi tối. Thì lúc đó thì Khánh Anh không có biết là nó có hiệu quả như thế nào. Thì theo cái lúc mà uống vào thì thấy nó hơi đắng đắng quý vị, bởi vì nấu ra thì dạng nhẫn nước nhẫn mà có vị nhẫn nhẫn. Dạ đúng rồi, nó hơi đắng đắng một tí. Nhưng mà không có phải như khổ qua đâu, nó nhẫn nhẫn như chị nói. Thì Khánh Anh uống vào thì Khánh Anh thấy là không biết cái công dụng nó như thế nào, thì mình mới đi tìm hiểu. Thì
biết ra cái công dụng của nó rất là tuyệt vời luôn quý vị. Và khi mà ngày hôm nay Khánh Anh biết có cái loại dạng viên như thế này thì rất là phù hợp đến tất cả quý vị. Về công dụng của đông trùng hạ thảo thì nó sẽ giúp cho mình tăng cường sức đề kháng nè, rồi nó tăng thêm cái hệ miễn dịch trong cơ thể, và giúp cho các cái trẻ tuổi thì mình giúp cho về cái hệ tiêu hóa nè, về ăn ngon ngủ ngon này, hay là cho các cô chú lớn tuổi cũng ăn ngon ngủ ngon, và đặc biệt là giảm đi cái mức tối thiểu về cái việc tiểu đêm. Bởi vì các cô chú lớn tuổi thì thường hay có vấn đề về thận nè, rồi có những cái bệnh lý ở trong cơ thể nữa, thì cái sản phẩm đông trùng hạ thảo này sẽ giúp cho các cô chú là nó sẽ khỏe cái thận của mình, đồng thời là giúp cho mình ăn ngon và ngủ rất là sâu. Bởi vì chị biết là khi mà tối lại đó, mình thường hay đi tiểu đêm á, thì đối với những người dễ ngủ họ vào họ ngủ liền, nhưng mà đối với các cô chú lớn tuổi thì rất là khó ngủ vô cùng. Nó làm cho mình tỉnh giấc ngay, mình không ngủ lại được dễ dàng như lúc ban đầu. Thưa quý vị, thì nói đến đông trùng hạ thảo thì quý vị đã biết rồi đó, một cái sản phẩm mà bao nhiêu người đã nghe tên đến và bao nhiêu người đã sử dụng đến. Nói chung là một cái dòng sản phẩm nó độc đáo vô cùng. Nó có thể bổ cho là ngũ tạng của chúng ta ở trong con người của chúng ta, thưa quý vị. Tất cả những cái hệ thống ở trong con người của chúng ta, như gan, như phổi nè, như thận nè, nó đều bổ sung. Cho nên là quý vị ơi, một cái sản phẩm mà nó làm cho con người trẻ trung khỏe mạnh thì không có lý do gì mà chúng ta không sử dụng. Mà mình phải biết cái nguồn gốc từ đâu nữa mình mới tự tin để mà sử dụng cho cái cơ thể của chúng ta, thưa quý vị. Những cái sản phẩm mà chúng ta không biết nguồn gốc từ đâu thì chị em chúng tôi cũng khuyên quý vị đừng nên dám uống, đừng nên dám thoa, cho dù thoa bên ngoài cũng vậy. Dạ đúng rồi, mình phải tìm hiểu nguồn gốc. Nhiều người cứ nghĩ là bên ngoài nó không ảnh hưởng gì, nhưng mà nó đi trực tiếp vào máu cho quý vị ơi. Đúng rồi. Chị Mỹ Ngân đã học qua và cũng đã trải nghiệm qua rất là nhiều. Cho nên là quý vị ơi, một cái sản phẩm mà chúng tôi rất là tự tin để mà quảng bá đến quý vị, chia sẻ thực tế đến quý vị là biết nguồn gốc xuất xứ từ đâu, nó như thế nào, để mà đem lên đây chia sẻ một cái điều rất là phải nói là chân tình với tấm lòng của chúng tôi, không bao giờ dám nói dối. Đúng rồi. Một sản phẩm được sản xuất từ Nhật Bản nha quý vị nha. Theo nghiên cứu của trường Đại học Osaka tại Nhật Bản, thì quý vị biết là Nhật Bản là một cái đất nước phải nói là họ rất là chú trọng về cái sức khỏe của họ là đi đầu. Khánh Anh nói nó hơi dư một tí xíu, nhưng mà không dư cho quý vị đâu. Bởi vì sao? Lần đầu tiên Khánh Anh biết đến nước Nhật Bản là cái nước mà họ làm việc với một cái cường lực rất là cao. Không như Việt Nam của mình hay là ở tại Mỹ làm việc chỉ một ngày 8 tiếng mà thôi, không phải. Nhật họ có một cái sức khỏe rất là dẻo dai để mà làm việc lên đến 12 tiếng, 13 tiếng đồng hồ trong vòng một ngày quý vị. Và tại sao họ khỏe như thế là bởi vì đất nước của họ có những cái dược thảo, lấy ví dụ là cordyceps đông trùng hạ thảo, và họ còn có những cái loại ví dụ là nhung hươu nè, hay là gọi là nhân sâm nè, và những cái rễ cây, những cái rễ cây mà quý hiếm đó quý vị, thì họ bổ sung cho cơ thể của họ để mà họ có một cái sức khỏe dẻo dai và duy trì trong một ngày đến 12-13 tiếng đồng hồ. Chẳng những cái sức khỏe dẻo dai mà cái tuổi thọ của họ rất là tuyệt vời. Rất là cao. Rất là cao, thưa quý vị. Cho nên tại sao chúng ta duy trì được những cái đó? Là vì họ đã biết tận dụng những thứ hiếm quý để mà bổ sung cho cơ thể chúng ta mỗi ngày. Chính vì vậy mà chúng ta vừa sống lâu để làm gì nếu không được khỏe? Cho nên là vừa sống lâu mà vừa được khỏe, không có bệnh hoạn, thì cũng nên sống lâu, thưa quý vị. Cho nên chúng tôi muốn nhấn mạnh đến điều đó. Sống lâu nhiều tuổi mà bệnh hoạn thì sống để làm gì đó? Cho nên là nó vô ích và vô nghĩa lắm. Sống lâu và khỏe mạnh để chúng ta còn làm việc. Nếu không làm việc thì chúng ta cũng vui chơi để enjoy hưởng thụ cuộc sống. Đúng rồi. Nó mới có ý nghĩa, thưa quý vị. Cho nên là một cái sản phẩm mà vô cùng độc đáo, chúng tôi muốn trân trọng giới thiệu đến quý vị. Đó là đông trùng hạ thảo, xuất xứ từ đất nước Nhật Bản, đất nước hoa anh đào nở rộ sắp tới đây. Thì thưa quý vị, đem đến cho thật sự cho chúng ta những cái sức khỏe độc đáo, quý vị cứ thử một lần nha. Mua một hũ về uống thử xem sao nó có tăng cường cái sức khỏe của chúng ta hay không. Những cái người mà thật sự là mệt mỏi thì mình thấy rất là nhanh.
Còn những cái người mà năng động mà không chưa có mệt mỏi lắm thì mình ít thấy tại vì không quan tâm tới. Nhưng mà nhất là những người mà đang mệt mỏi mà đang có những cái căn bệnh thì quý vị uống vào quý vị sẽ thấy cái công hiệu ngay tức khắc. Vâng. Gọi vào ngay số điện thoại để order nha quý vị. Ôi giá cả bao nhiêu? Giá cả đó? Ngày hôm nay promotion cho quý vị là một lọ là 75 đồng. Khi mà quý vị mua 3 lọ thì quý vị sẽ được tặng 2 nha quý vị nha. Yeah. Thì 225 đồng quý vị sở hữu đến 5 lọ. Thì đó là cái option đầu tiên dành cho quý vị. Yes. Bên cạnh đó thì quý vị còn có 3 cái option còn lại. Thì một là quý vị mình lấy 2 lọ, còn 2 nữa là quý vị sẽ được lựa chọn là 3 lọ đông trùng hạ thảo giá 225 Mỹ Kim. Mình được tặng thêm một cái thuốc, cái dầu, mình nói dược dầu, phẩm. Dầu cá phải không? Dược phẩm về... dầu cá cũng được, hay là một cái dược phẩm về cái nhuộm tóc cũng được. Dạ đúng rồi. Hoặc là quý vị mình có thể lấy là cái sang phân bao nha quý vị nha. Cái sản phẩm này chỉ dành cho nam giới mà thôi. Hơi thiên vị cho nam giới một tí xíu. Dạ đúng rồi. Một cái loại mà tăng cường sinh lực cho phái nam. Tại vì thưa quý vị, chị em của phụ nữ của chúng tôi là tràn đầy năng lượng rồi, tràn đầy sinh lực rồi, cho nên không cần các anh mới cần. Chính vì vậy mà tất cả những cái nhà nghiên cứu á, họ nghiêng về bên phái nam nhiều hơn. Cho nên đây là một cái dòng sản phẩm mà tăng cường sinh lực cho riêng phái nam quý vị. Một trong 3 sản phẩm mà chúng tôi được tặng cho quý vị. Nếu quý vị mua một trong 2 hộp đông trùng hạ thảo hôm nay thì quý vị được lựa chọn một trong 3 sản phẩm mà chúng tôi tặng phi cho quý vị. Một là một loại mà sumbu để gội tóc, gội đầu và nhuộm tóc chỉ trong vòng 5 phút thôi chị. Thì gội bình thường thôi, không có cái gì phải chờ đúng đợi rồi. Lâu ở trong nhà chúng ta thoa lên để 5 phút thôi thì chúng ta gội ra thì đúng rồi. Mình gội bình thường chúng ta sẽ có một cái màu tóc mà như ý. Thì có 2 màu, một là màu background hơn, một màu đen. Thì chúng ta có thể lựa chọn. Thì một hộp như vậy là gồm có 10 gói. Được 10 lần. Thì quý vị mình sử dụng rất là lâu luôn. Mà mình tiết kiệm được cái thời gian để mình đi ra ngoài tiệm. Và đặc biệt nữa là cái mùa này là phải nói là cái thời gian này luôn là cái thời gian mà quý vị không nên đi ra ngoài. Lại càng không đi không ra nên ngoài. Đi ra ngoài. Cho nên là tại sao chúng tôi lựa chọn những cái mà nó hữu hiệu, mà nó dành cho cái khoảng thời gian mà quý vị cần thiết nhất. Thì đây là một cái loại sản phẩm đặc biệt dùng cho tóc vừa gội và cái sản phẩm này đó là nó sản xuất tại Mỹ nha quý vị nha, và nó sẽ làm cho quý vị là không có bị rụng tóc như là những cái chemical ở ngoài thị trường bán. Đó thì cho nên là quý vị cứ yên tâm nha, rất là mướt tóc và có 2 cái màu để quý vị lựa chọn, dark brown và màu black, dành cho quý vị rất là natural cho quý vị luôn. Thì đó là cái option thứ 2 đúng không chị? Để mà mình lựa chọn. Và cái option thứ 3 đó chính là cái fish oil omega 3. Thì quý vị biết công dụng của omega 3 rồi, nó rất là hữu ích cho quý vị, nào là giúp cho mình sáng mắt hơn nè, rồi giúp cho cái tim của mình nó cũng hoạt động một cách là nó trơn tru hơn, và cái cơ thể của mình nó cũng sẽ tuần hoàn máu và đặc biệt là làm đẹp da. Thì cái dầu cá quý vị biết không, mỗi lần mà chị Mỹ Ngân đi trong Costco đó, thấy thường thường người Việt Nam của chúng ta mua hốt bỏ quá vô trời trong xe hữu đống đống như vậy để làm gì, tặng cho người thân ở Việt Nam. Ai cũng gửi về, chính chị Mỹ Ngân cũng vậy, cũng gửi về Việt Nam để tặng cho người thân quý vị. Cho nên hôm nay là một trong những cái sản phẩm mà chúng tôi được tặng cho quý vị là dầu cá, sumbu gội đầu và một lọ nữa là tăng cường sinh lực cho phái nam. Thì quý vị gọi ngay số điện thoại, gọi vào để giữ hàng vì những cái món quà tặng không có nhiều nhưng quý vị không biết ngày mai có còn cái promotion như vậy nữa thì hay đó. Không cho nên Khánh Anh và chị Triệu Mỹ Ngân á, là recommend quý vị là hãy gọi vào ngay ngày hôm nay. Ngày mai không còn promotion nữa thì Khánh Anh rất là tiếc luôn cho quý vị. Bởi vì mình không có xếp được tiền mà mình cũng sẽ bị confused là có nên mua cái sản phẩm đó hay không. Cho nên là ngày hôm nay quý vị hãy gọi vào cho chúng tôi qua số phone rất là dễ nhớ quý vị nhé, 714 277 0209 để mà mình order ngày hôm nay.
thì ba hộp đông trùng hạ thảo sẽ được tặng thêm hai hộp nữa nha quý vị nha, là giá 225 Mỹ Kim mà thôi. Quý vị còn được có option thứ hai cho quý vị là dầu gội dành cho quý vị nha, hai màu, hoặc là quý vị lấy cái option thứ ba là sang phan bao dành cho nam giới. Yes. Hoặc là thứ tư là quý vị mình nhận thêm một cái fish oil omega 3 dành cho quý vị. Dạ. Đó là những cái sản phẩm mà độc đáo mà chị em của chúng tôi muốn trân trọng gửi đến cho quý vị. Cho nên là quý vị phải nhanh tay nhanh chân để mà gọi vào giữ hàng nha quý vị. Và chúng tôi chỉ dành cho tất cả những vị khách nào mà gọi vào trong chương trình live như thế này. Còn những vị khách mà đi đến trực tiếp nhưng mà không gọi vào thì giá phải là giá bình thường, không có cái giá mà on sale như thế này. Dạ. Cho nên là quý vị tranh thủ gọi vào nha, 714-277-0209. Đừng bỏ lỡ qua những cái promotion trong ngày hôm nay quý vị nhé. Và để quay lại một lần nữa đi, mình nói sơ qua cái sản phẩm về yến đi cho quý vị đi. Tại vì em thấy là bây giờ đó, cái hàng của nó rất là hot luôn. Cho nên mình nếu mà mình bỏ qua một lần như vậy á, thì rất là tiếc quý vị ạ. Thưa quý vị, yến thì đây nè, quý vị đã thấy rồi, trên màn hình quý vị đã thấy rồi. Này, chị em của chúng tôi cũng cầm lên cho quý vị coi ha. Trong này nó gồm có 30 cái tai yến. Dạ, thì chúng ta có thể sử dụng tùy ý, có thể là nấu súp, có thể là chưng, có thể là chúng ta có khi là chỉ là một mình nấu chè tô cũng được. Cháo thường thôi bỏ vào, hoặc là thích ăn ngọt thì nấu chè bỏ vào, hình thức nào cũng ngon, hình thức nào cũng bổ khỏe. Nhưng mà tốt nhất cho quý vị là mình nên ăn với đường phèn là tốt nhất. Chưng với đường phèn, chưng với đường phèn, chưng với đường phèn là tốt nhất. Dạ, dạ, cho nên là quý vị ơi, hãy gọi vào ngay để chúng ta sở hữu một cái chương trình rất là độc đáo mà cái giá chưa bao giờ có. Với cái mẫu mã như vậy em thấy là mình mang đi để mà biếu chị là nó rất là giá trị nha. Bởi vì ở bên trong á, là Khánh Anh thấy là nó design cũng rất là đẹp. Đẹp. Và quý vị biết á, là thường á, là một cái hộp yến như vậy đó, quý vị thấy là các cái tai yến đó, nó không có bị là màu trắng. Trắng rất là nhiều. Bởi vì khi mà quý vị thấy màu trắng thì qua cái công nghệ chế biến của nó tẩy rồi. Tẩy. Thì nó sẽ không có còn cái hàm lượng dinh dưỡng ở bên trong nhiều nữa. Và nó sẽ không hiệu quả cho quý vị khi mà mình uống vào. Nhưng mà với cái yến này thì chị Mỹ Ngân có thể thấy là nó ngà ngà, nó màu kem đó, chứ không phải trắng quá. Quý vị biết á, bởi vì sao mà cái giá của chúng tôi nó lại cũng hơi cao cho quý vị. Nhưng mà đối với Khánh Anh thì nó sẽ không cao so với thị trường ở bên ngoài. Và quan trọng là chất lượng nha quý vị. Quý vị biết á, khi mà để nhập vào thị trường Mỹ nó rất là khó khăn, phải qua cái sự kiểm duyệt nè. Rồi trước đó nữa là quý vị biết những cái người mà nhân công đó chị. Thì khi mà để mà họ làm ra một cái miếng yến sạch như vậy và sấy như vậy rất là khó kỹ, khăn. Rất là tốn nhiều công sức thưa quý vị. Cho nên là chúng tôi muốn nói đây là họ dường như là cái câu là cũng nói vui vui là của một đồng nhân công một lượng. Dạ đúng rồi. Công kỹ rất là nhiều trong này. Dạ. Mà khi đã thành phẩm như thế này mà chúng tôi vẫn bảo quản giữ được cái chất nguyên thủy của nó để đem lại cái lợi ích, cái nguồn dinh dưỡng thật sự cho quý vị rất là cao. Dạ. Cho nên là chúng tôi khi mà từ Indo gửi về cho đất nước Mỹ thì quý vị thấy đã một cái hành trình rất là khó khăn. Mà khi chúng tôi được sở hữu những cái dòng sản phẩm này đem cho quý vị rất là dễ dàng, chỉ gọi vào order mua về là sử dụng ngay. Đúng rồi. Và một cái giá cả đặc biệt để cho chúng ta ai cũng mua được, ai cũng sử dụng được. Từ những cái lứa tuổi mà chúng ta cảm nhận bây giờ, đừng có nói là cô bao nhiêu tuổi, anh bao nhiêu tuổi, mà hãy nhìn là cô ngần bao nhiêu tuổi mới là quan trọng. Cho nên tuổi tác không đặt thành vấn đề. Đặt thành vấn đề là chúng ta bảo vệ cơ thể của chúng ta, mọi người nhìn chúng ta là ngần bao nhiêu tuổi. Dạ đúng rồi. Khi mà thực ra đó, khi mà em đi ra ngoài đó, là em mà gặp một cái người nào đó đó, để mà biết họ khỏe hay không á, rất là dễ. Có nghĩa là nhìn họ, cái sắc mặt của họ đó chị rất là hồng hào, cái máu của họ lưu thông rất là tốt luôn. Mình nhìn họ mình thấy cái sự khỏe khoắn này vào nó khó thần thái, thần quý thái vị. Đúng rồi, có năng lượng. Dạ. Cho nên con người chúng ta cũng vậy, có lúc quá mình thấy mình tràn đầy năng lượng trong người. Dạ. Tự nhiên là thích hát, thích ca, thích tất
cả những thứ mà chúng ta đi ra đường mua sắm hay bất cứ cái gì rồi, mà rồi. Khi mà chúng ta không có năng lượng, thần thái của chúng ta mất đi thì cảm thấy mệt mỏi, và thậm chí những ngày mà đau hay bệnh hoạn gì đó chúng ta cảm thấy là cái thế giới này nó vô nghĩa đối với mình lắm. Để mà mình so sánh một cái người mà họ hoạt bát nè, họ rất là vui vẻ, họ lạc quan này, thì chứng tỏ là họ giữ sức khỏe của họ, họ chăm chút cho sức khỏe của họ rất là nhiều. Và ngược lại với những người mà mình thấy thường hay ra ngoài mà ủ rũ nè, rồi cái bước chân của họ đi á nó cũng lê thê nữa, cho nên làm cho mình thấy mình rất là thương, mình rất là thương cái cô chú đó, bởi vì không phải là Khánh Anh nói là họ không có chăm chút sức khỏe cho họ, nhưng mà bởi vì cái lúc mà còn trẻ đó là mình không có sử dụng những cái thực phẩm, với lại do cái điều kiện hoàn cảnh của mỗi gia đình nữa, thưa quý vị. Rồi. Cho nên là chúng ta bây giờ ở đất nước Mỹ là chúng ta đã có phước hết rồi. Chúng ta mới được sống ở đất nước Mỹ. Em thường nói là tôn mấy kiến đó chị. Đó, thì tại sao chúng ta nói như vậy? Vì đất nước Mỹ này thật sự với quý vị là chúng ta có điều kiện để sử dụng tất cả những cái dòng sản phẩm mà trên toàn thế giới họ đổ về cho đất nước Mỹ là những cái dòng sản phẩm tuyệt vời, thưa quý vị. Cho nên là hôm nay chúng tôi muốn nói đến Yến là một dòng sản phẩm độc đáo, trong những dòng sản phẩm độc đáo nhất ở trên thế gian này, để mà cho chúng ta cái cơ thể mà cường tráng, tuyệt vời, sống sao mỗi ngày mở mắt ra thì chúng ta thấy tràn đầy năng lượng. Uống thêm chiến yến nữa đi. Ngày mai mình duy trì được cái thần thái đó. Ngày mai mình uống nữa thì ngày mốt mình duy trì được cái thần thái đó, thưa quý vị. Cho nên Yến number one số 1, gọi vào ngay số điện thoại của chúng tôi nha quý vị. 714-277-0209. Giá một nào? Hộp Yến như vậy 30 miếng mà 250 gram, quý vị có thể uống được từ 4 tháng tới 6 tháng, xếp được tiền rất là nhiều nha quý vị. Một hộp Yến của chúng tôi 650 Mỹ Kim. Ngày hôm nay nếu mua 2 hộp trở lên giá chỉ còn 495 Mỹ Kim mà thôi. Trong khi đó quý vị biết đi ra ngoài ăn một chén Yến bào ngư vi cá họ làm cho mình á rất là mắc. Đến 45-50 đồng. Trong khi đó một chén Yến để mà mình ăn uống ở nhà mỗi lần như vậy Khánh Anh tính ra chỉ có 7 đồng mà thôi. Trời ơi, nó còn chất lượng nữa. Quý vị có thể mua bào ngư vi cá ở trong những cái chỗ mà Smart chẳng hạn cũng có bán nha quý vị. Mình về mình chỉ làm sạch lại rồi mình hấp, mình chưng cách thủy lên để mà mình chế biến với những cái mà mình muốn. Chắc chắn là vậy. Nhưng mà thời điểm này thì quý vị biết không, mua về sử dụng ở tại nhà là good nhất, không nên đi ra ngoài. Những ngày tới đây chúng tôi cũng không biết như thế nào, nhưng mà bây giờ là tốt nhất là mình nên có tất cả mọi thứ mà cần thiết cho cơ thể, cho cuộc sống của chúng ta, có ở nhà, dự trữ ngay ở nhà. Như quý vị gọi vào ngay số điện thoại hôm nay, chúng tôi có những cái promotion độc đáo cho quý vị về Yến, tất cả mọi người ai cũng sử dụng được nha quý vị. Gọi ngay để mà chúng ta order, vì không biết là ngày mai nó còn giá hay không. Chúng tôi cũng không bảo đảm với quý vị là hàng của chúng tôi còn đầy kho để cho quý vị mà mua hay không nữa nha. Gọi vào ngay số điện thoại của chúng tôi đang hiện trên màn hình, 714-277-0209. Tại vì sao mà chúng tôi thường á là mọi người nói là sẽ có nhiều cái mặt hàng để mà giới thiệu đến quý khán giả, nhưng mà không, chúng tôi chỉ lựa chọn, chỉ chọn lọc những cái sản phẩm nào mà phải nói là tốt nhất, cũng như là rõ nguồn gốc xuất xứ ở đâu dành cho quý vị mà thôi. Cho nên chúng tôi không cần cái số lượng mà chỉ cần cái sự chất lượng ở đây thôi. Chất lượng, đây nói Yến của Indo là chất lượng number one 100% nha quý vị. Chúng tôi bảo đảm cho quý vị. Tại sao chúng tôi nói như vậy? Vì những khoảng thời gian qua chúng tôi đã trải nghiệm, đã sử dụng, và những người nhà, người thân đã sử dụng, và chúng tôi đã thấy những người sử dụng đã quay trở lại tiếp tục mua và sử dụng nữa. Đó là một cái điều sự thật không thể chối cãi được. Cho nên chúng tôi tự tin và phải nói là đem cho quý vị những cái nguồn sản phẩm mà chúng tôi bảo vệ nó như là bảo vệ cái giá trị con người của chúng tôi. Cho nên hy vọng quý vị được vui, được khỏe, được tất cả những mọi thứ mà chị em của chúng tôi chia sẻ trong cái dòng sản phẩm Yến này nha quý vị. Gọi vào ngay số điện thoại để order
714-277-0209 order với chúng tôi. Vâng, và mình quay lại cái chiếc ghế massage đi chị ha. Tại vì em thấy là với một cái công nghệ Thái massage này á, nó khác biệt với những cái máy massage khác. Thì Khánh Anh cảm thấy mình rất là ưng ý. Đầu tiên là lúc nào cũng vậy, mình nhìn á, nó phải bắt mắt trước cái đã. Rồi mình mới nói đến chất lượng đúng không chị? Nhưng mà chị khi mà chị Ngân nhìn vào thì chị Ngân thích cái gì ở điểm của nó đầu tiên? Thì nhìn vào một cái ghế thưa quý vị, thì mình phải hình dung và cảm nhận, có nghĩa là cái đập vô mắt mình đầu tiên là cái màu sắc. Dạ đúng rồi. Rồi cái vị trí ngồi. Dạ. Thưa quý vị, người ta thiết kế cái vị trí ngồi của cái ghế này, chị Minh Ngân thấy là mình ngồi lên cái mình cảm giác nó thoải mái vô cùng. Và mình cảm giác từng cái huyệt đạo trong người của mình, nó sẽ được điểm từng huyệt đạo từ ở trên đầu xuống tới chân. Relax, cái cảm giác của nó đã lắm chị. Thì nhìn vào cái ghế là tự nhiên mình có cái cảm giác đó liền. Mà cái cảm giác chưa đủ, khi mà mình đặt cái thân hình của mình ngồi lên đó thì mình sẽ hưởng thụ được tất cả những cái cảm giác thật sự đó. Thì cái màu á, thì chị Mỹ Ngân thấy cái màu rất là dễ thương. Cái màu nó, mà nhìn nó rất là nhu, nó không có chói mắt. Dạ, đúng nó rồi. Không có làm cho mình mà nhìn vô cái chói lòa. Mà nhất là những người khó tính á. Dạ đúng rồi. Dạ, thì những cái màu sắc sực sỡ giống như Mỹ Ngân dễ tính lắm, cho nên là bảy sắc cầu vồng, sắc cái gì cũng được, cũng thích hết. Cái gì cũng được. Dạ, màu nào cũng thích hết. Nhưng mà khi mà sử dụng đến cái ghế này thì cần một cái màu nhu để mình cảm thấy cái sự an toàn và êm đềm, nhẹ nhàng ở trong đó. Và cái máy này thật sự em thấy nó cũng gọn, đúng gọn, không chị? Dạ, mình gọn, có thể gọn, nhẹ, không có nặng lắm. Chính vì vậy mà chúng tôi phải bao cái tiền hơn shopping cho quý vị đi các cái tiểu bang khác đó. Cho nên là quý vị ơi, một cái ghế thay thế cho một người bạn chân thành nhất, trung thành nhất cho chúng ta. Bất cứ lúc nào chúng ta cần là có. Cần là có ngay, không làm phiền đến con cháu, không làm phiền đến bất cứ một người hàng xóm nào hết nha. Cho nên có cái ghế massage ở trong nhà, tự tin quý vị mua tặng cho ông bà cha mẹ, tặng cho riêng bản thân mình trong cái mùa này là cái mùa mà chúng ta cần nhất thưa quý vị. Và nhất là trong cho dù bệnh dịch hay thế nào đi nữa, chúng ta vẫn phải ăn Tết Nguyên Đán, là cái Tết của truyền thống của người Việt Nam của chúng ta. Gia đình Tết đoàn viên. Cho nên chúng ta vẫn có cái truyền thống là tặng quà cho nhau. Thì đây là một cái ghế massage, chi gì bằng tặng một cái món quà là tặng nguyên cả một cái nguồn sức khỏe cho người đó. Coi như là mỗi lần mình ngồi lên trên chiếc ghế massage là nhớ tới người tặng. Mà có khi Khánh Anh biết không, có khi tặng tiền cho các cụ, đúng cho rồi, các bà. Các cụ các bà không dám mua. Không dám xài. Tôi cứ để dành thôi. Không dám mua, không dám xài. Chi bằng chúng ta tặng cái nguồn sức khỏe là chắc chắn. Và có cản thế nào cũng không thể cản được. Sức khỏe ngồi lên mỗi lần mỗi ngày như vậy thì chúng ta cũng yên tâm để mà làm việc. Khi mà ông bà cha mẹ chúng ta đỡ mệt, đỡ bệnh thì chúng ta cũng yên tâm để mà làm việc trong mỗi ngày cái công việc của chúng ta thưa quý vị. Cho nên gọi vào ngay cái số điện thoại order cái ghế massage này. Mà hôm nay đặc biệt là cái giá thưa quý vị, cái giá chị Mỹ Ngân thấy trên 6.000 đồng, 6.499 đô. Mà hôm nay đặc biệt là cái giá chỉ còn bao nhiêu quý vị không? Phần nửa à? Dạ đúng, đúng rồi. Cái giá on sale của chúng tôi dành cho quý vị là 3.895 Mỹ Kim. Mà ngày hôm nay quý vị có một cái coupon dành cho quý vị là 500 Mỹ Kim nha quý vị. 3.395 Mỹ Kim. Thì lý do gì tại sao mà quý vị không có order cho chúng tôi mã số của cái ghế chiếc ghế massage là Thai massage này, công nghệ Thai massage nha quý vị nha, là DR913D. Nếu mà quý vị gọi vào, quý vị muốn order thì quý vị chỉ cần nói cái ghế massage Thái massage hoặc là DR913D. Như vậy thôi. Đó thì quý vị sở hữu ngay cho mình. Và chúng tôi là free shipping cho quý vị và delivery set up tại nhà luôn, giao hàng và có nghĩa là mình nói là set up cài đặt các cái hệ thống có ở trong nhà cho quý vị luôn. Có nhân viên kỹ thuật đem đến tận nhà và set up cho quý vị và hướng dẫn cho quý vị làm như thế nào là gọn nhất, tiện nhất. Nhưng mà chị Mỹ Ngân cũng thấy là nó rất là gọn và rất là tiện, dễ lắm. Cái ghế massage này thực ra là Khánh Anh rất là thích, bởi vì Khánh Anh thấy là nó tuần hoàn máu.
cái tuần hoàn máu là cái mà em rất là ưu tiên hàng đầu nha. Bởi vì không phải là mình còn trẻ thì cái sức khỏe của mình nó mới tốt đâu, không có. Tại vì thường em thấy những người trẻ cũng có những cái vấn đề về xương khớp. Bị hết. Bình thường. Đừng có nói trẻ với già. Dạ. Cho nên là chị Mỹ Ngân nói là trẻ hay già gì là con người, chúng ta không bảo vệ, không biết tắc khe thì nó sẽ bị thôi. Nó như là một cái bánh xe nó lăn, đến cái vòng đó thì chúng ta sẽ dính. Dạ. Mà nếu chúng ta biết cái vòng ngay cái nốt đó, chúng ta chuẩn bị trước thì chúng ta sẽ vượt qua cái vượt qua được đó. Cái đó. Dạ. Dạ, đúng rồi. Cho nên cái ghế massage hệ tuần hoàn máu huyết ở trong con người chúng ta thì chúng ta đừng có để nó tắc nghẽn bất cứ giờ phút nào. Cho nên cái máy massage này nó trợ giúp cho chúng ta, cái điều đó là cái điều tuyệt vời nhất thưa quý vị. Máu huyết tuần hoàn thì không có bị đau đầu nè, không có bị nhức chân nhức tay, không có bị đau nhức bất cứ một chỗ nào đó. Khi mà nó tắc nghẽn cái chỗ đó thì nó mới đau nhức, đúng không? Đúng cho rồi. Nên cái máy này nó sẽ gọi là nó mở đường cho quý vị lưu thông hết tất cả mọi thứ luôn, coi như là những cái con lăn của nó đó, nó sẽ bấm huyệt ở trên đầu của mình, màng tang của mình nè, rồi ở phía sau lăn từ ở trên đầu xuống dưới vùng cổ, đặc biệt là cổ và vai nha, nó rất là quan trọng nha. Thì vùng cổ, vùng vai, rồi nào là cái tay của mình, tứ chi của mình luôn, coi như là hai tay, rồi hai chân của mình, rồi bắp chân tất cả, và đặc biệt là cái lòng bàn chân. Thì thường á là đi massage em rất là thích ở cái lòng bàn chân, bởi vì mình đi mình đứng rất là nhiều, thì khi mà họ bấm vào những cái họ dùng bằng tay á, họ bấm vào những cái huyệt đạo của mình, thì quý vị thấy ngay lập tức là khi mà mình trở lại mình đi á, mình rất là khỏe, có thể là mình đi shopping nguyên ngày luôn cũng được. Quý vị có thể thấy chắc là vậy. Cho nên là thật sự thưa quý vị, tất cả những dòng sản phẩm mà chị em chúng tôi đem lên đây để mà chia sẻ đến quý vị là tất cả những tấm chân tình của chị em của chúng tôi, hy vọng rằng đem sức khỏe thật sự cho quý vị nha. Và có lẽ là thời gian cũng không có nhiều để chúng ta tâm tình nữa. Thì mong rằng quý vị gọi vào để order ngay những cái dòng sản phẩm chúng tôi đang quảng bá trên đài truyền hình của Việt Mỹ thưa quý vị. Số điện thoại một lần nữa 714-277-0209, hãy gọi vào order cho chúng tôi. Vâng, và bây giờ chương trình của chúng tôi thì đến đây cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì Khánh Anh và Triệu Mỹ Ngân xin chào, tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kế tiếp.